trọng đó là ngày hôm nay chúng ta cần phải có đó là trứng gà. Cái thứ hai đó là phô mai. Cái thứ ba đó là trái ớt chuông, cà chua, hành tây và tương ớt với tương cà. Quan trọng nhất đó là ngày hôm nay chúng ta cần phải chuẩn bị một cái nồi, đó là cái nồi nguyên. Cái nồi này Đính rất là thích, bởi vì cái nồi này nó thay thế được cho rất là nhiều những cái nồi trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay chúng ta cùng bắt đầu sơ chế theo các anh chị. Đối với hành tây thì chúng ta cắt khoanh, cà chua thì chúng ta cũng cắt khoanh và ớt chua chúng ta cũng cắt khoanh. Bây giờ thì mình bắt đầu nha. Mình chỉ cần cắt nửa củ này là đủ rồi. Trời, bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ cắt cái ớt chuông này thành từng khoanh. Chúng ta cắt khoanh nhỏ nhỏ thôi. Rồi cà chua giờ chúng ta cũng sẽ cắt khoanh luôn. Tuy nhiên cà chua thì mình sẽ bỏ hạt hay cái gì ha. Rồi một ít cà chua còn lại thì chúng ta có thể ra cắt hạt lựu. Rồi sau phần sơ chế về cái rau củ bỏ vô thì bây giờ tới phần trứng. Thì ở đây Đính sẽ làm 4 cái trứng. Mình chỉ cần đập vào thôi ha. Rồi 4 cái trứng này mình sẽ cho một ít nước mắm vào đây nha. Mình đem cho nó mặn sẵn luôn. Rồi đánh đều lên. Rồi bây giờ là tới công đoạn quan trọng nhất đó là mình sẽ bắt đầu mình làm. Thì chúng ta sẽ làm nóng cái nồi nguyên này nha các anh chị. Rồi cho một ít dầu vào trong đây. Rồi chúng ta sẽ làm cho nó đều cái chảo. Rồi bây giờ là chảo nóng tới rồi chúng ta sẽ đổ trứng vào. Khi mà đổ vô thì chúng ta sẽ chan đều qua cái cho cái lòng bánh của mình nó to hơn chút hết các anh chị ha. Rồi bây giờ bước tiếp theo là chúng ta sẽ để một ít củ hành vô hết các anh chị ha. Chúng ta sẽ để củ hành vô. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ để cà chua mà chúng ta sắc hạt lựu lên. Nhìn là thấy rất là hấp dẫn hai các anh chị. Rồi bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ để ớt chuông lên ha. Chúng ta sẽ để ớt chuông lên. Đây, có đủ màu sắc hết hay các anh chị ha. Rồi chúng ta để vài lát cà chua lên. Rồi chúng ta để vài lát cà chua lên. Cái này mình làm một cái bánh pizza rau củ hay các anh chị. Rồi bước cuối cùng đó là chúng ta sẽ bỏ phô mai của mình vào. Phô mai càng nhiều thì nó càng ngon hết các anh chị. Wow, thấy hấp dẫn quá. Làm như thế này thì những mấy đứa bé ở nhà mình đó, nó sẽ cảm thấy rất là thích. Mà mấy bé có thể là dùng để ăn chơi hoặc là ăn để mà ăn cơm cũng được hết các anh chị. Và như thế này thì kích thích mấy bé có thể là ăn được nhiều rau củ hơn. Ở đây thì Đính sẽ cho nhiều cái phô mai lên. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và chúng ta chờ trong vòng khoảng 10 phút thì sẽ có một cái món bánh sẽ là pizza trứng hết các anh chị. Rồi bây giờ là sau 10 phút thì món ăn của mình đã vừa chín tới. Bây giờ mình cùng khui nồi hai các anh chị ha. Rồi bé Ngọc cùng đếm với Dũng nha. 1, 2, 3.
phô mai thì nó đã tan chảy ra hết rồi các anh chị, trứng nó cũng vừa chín tới. Rồi bây giờ chúng ta cùng khui ra và chúng ta bỏ vào dĩa mình nha. Ồ, cái nồi này thì nó chóc hết rồi các anh chị ơi. Giờ chúng ta tắt lửa. Wow, hấp dẫn quá. Nhân Ngọc để gì? Giờ thấy màu sắc thì rất là hấp dẫn hả các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái thương cà của mình vào. Quá trời đẹp luôn. Làm như thế này thì mấy bé nhà mình rất là thích luôn á. Rồi bây giờ mình cắt làm nhiều phần nhỏ cho các anh chị ha.